Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình 360 độ Showbiz. Trước khi đến với nhân vật chính của tuần này, xin mời quý vị hãy cùng điểm lại những sự kiện ấn tượng của thế giới Showbiz trong tuần qua. Vào ngày 9 tháng 5, Sina đưa tin sau vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào năm 2022, cánh tay phải của Lâm Chí Dĩnh bị thương tổn nặng. Việc mà giơ tay tạo thành góc 180 độ đối với nam diễn viên này cũng là một trở ngại. Hiện thì Lâm Chí Dĩnh chủ yếu giữ các sự kiện thương mại, giám sát việc kinh doanh. Cuộc sống của anh kín tiếng hơn sau vụ tai nạn. Khi tham gia sự kiện tại Hồ Nam, Trung Quốc, Lâm Chí Dĩnh vẫn gặp nhiều trở ngại trong việc vận động cánh tay phải. Tài tử sợi dây chuyền định mệnh không thể giơ tay quá cao, các đường bút khi ký tên. Tháng 5, Sina đưa tin sau vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào năm 2022, cánh tay phải của Lâm Chí Dĩnh bị thương tổn nặng. Việc mà giơ tay tạo thành góc 180 độ đối với nam diễn viên này cũng là một trở ngại. Hiện thì Lâm Chí Dĩnh chủ yếu giữ các sự kiện thương mại, giám sát việc kinh doanh. Cuộc sống của anh kín tiếng hơn sau vụ tai nạn. Khi tham gia sự kiện tại Hồ Nam, Trung Quốc, Lâm Chí Dĩnh vẫn gặp nhiều trở ngại trong việc vận động cánh tay phải. Tài tử sợi dây chuyền định mệnh không thể giơ tay quá cao, các đường bút khi ký tên thì không liền mạch. Cánh tay phải của Lâm Chí Dĩnh tổn thương nặng sau vụ tai nạn xe vào tháng 7 năm 2022. Anh đã trải qua ca phẫu thuật sắp xếp xương. Theo bệnh án do ngôi sao Thiên Long Bắc Bộ công bố thì anh đóng 10 chiếc đinh và một tấm hợp kim titan lên toàn bộ xương tay phải để tái tạo lại cấu trúc. Sau phẫu thuật, cánh tay phải của anh bị đau nhức triền miên và không thể cầm nắm hay nhấc các đồ vật nhẹ như lược, máy sấy tóc. Nam diễn viên phải tập vật lý trị liệu nhiều tháng mới phục hồi chức năng vận động của cánh tay. Theo Lâm Chí Dĩnh, các thương tổn khác trên cơ thể anh đã hồi phục, nhưng cánh tay phải vẫn cần thêm thời gian. Từ cuối năm 2022, tài tử Đài Loan đã quay lại tập gym nhằm tăng cường sức mạnh của khối cơ. Theo The Basic, thì Francia Raisa đã nhận nhiều lời đe dọa từ những người hâm mộ của Selena Gomez sau khi mà cô né tránh các câu hỏi về việc rạn nứt tình bạn với nữ ca sĩ. Francia cho biết rằng điều này càng khiến cô bị tổn thương về tinh thần. Vào tuần trước, khi bắt gặp cô trên đường đi dạo, các phóng viên của TMZ đặt câu hỏi cho Francia Raisa về Selena Gomez. Nữ diễn viên liên tục né tránh bằng cách trả lời theo hướng khác. Francia cho biết, ngay sau bài báo gây chú ý, cô bị bắt nạt trên mạng xã hội bởi fan của Selena. Theo Francia, người hâm mộ Selena Gomez đang làm ngược với mong muốn của thần tượng, bởi Selena đã gây dựng quỹ phi lợi nhuận Red Impact Fund để giảm bớt sự kỳ thị liên quan đến sức khỏe tinh thần và cung cấp cho những người trẻ tuổi khả năng tiếp cận các nguồn lực mà họ cần. Francia Raisa và Selena Gomez từng có mối quan hệ thân thiết. Ngôi sao Secret Life of the American Teenagers hiến tặng một quả thận cho nữ ca sĩ vào năm 2017 khi Selena phải chiến đấu với căn bệnh lupus. Tuy nhiên, tình bạn này bị nghi rạn nứt bắt đầu từ việc nữ ca sĩ khẳng định chỉ có Taylor Swift là bạn thân trong giới showbiz khi trả lời phỏng vấn Rolling Stone vào tháng 11 năm 2022. Selena Gomez sau đó đã lên tiếng gọi Francia Raisa là bạn thân trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3 năm 2023. Thưa quý vị, Scarlett Johansson được biết đến là một trong những minh tinh tài năng và có vẻ đẹp nóng bỏng nhất nhì thế giới Hollywood. Thế nhưng mà ngay cả khi đã có chỗ đứng vững chãi trong làng giải trí, thì nữ diễn viên của nhiều bom tấn nhà Marvel vẫn cảm thấy tuyệt vọng khi bị từ chối trong những dự án tâm đắc. Theo Screen Rant, Scarlett Johansson cảm thấy tuyệt vọng sau khi để mất vai nữ chính trong bộ phim Gravity năm 2013 vào tay của Sandra Bullock. Nữ diễn viên thậm chí hoài nghi việc bản thân đã chạm tới giới hạn của sự sáng tạo hay chưa. Theo Box Office Mojo, Gravity xuất sắc thu về 748 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu và giành tới 7 tượng vàng Oscar của năm 2014. Dẫu vậy, niềm vui cũng đã đến với Johansson khi gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel.
Marvel. Theo đó, Scarlett Johansson là gương mặt được Marvel Studios gửi gắm sau khi Emily Blunt từ chối vai diễn nữ sát thủ trong Iron Man phần 2 năm 2010. Từ một vai phụ, Black Widow của Johansson nhanh chóng trở thành nhân vật đóng vai trò then chốt trong nhiều tác phẩm thuộc MCU. Bom tấn Avengers Endgame là lời chia tay của Scarlett Johansson với khán giả. Vào ngày 10 tháng 5, Robert De Niro đã có cuộc trò chuyện với ET Canada về bộ phim mới nhất của ông, đó là About My Father. Trong lần phỏng vấn này, thì tài tử 79 tuổi tiết lộ là ông mới có thêm người con thứ 7. Nam nghệ sĩ cho rằng đây là việc nằm trong kế hoạch và không hề bất ngờ. Đại diện của Robert De Niro sau đó cũng xác nhận thông tin, nhưng từ chối chia sẻ tên và giới tính của em bé. Thông tin Robert De Niro đón con thứ 7 khiến khán giả bất ngờ. Tuy nhiên, nam diễn viên cho rằng đó hoàn toàn là việc nằm trong kế hoạch. Tài tử không chia sẻ thêm thông tin về người mẹ của em bé. Song Pesic dự đoán đó là Stephanie Chen, bạn gái hiện tại của ông. Cô để lộ bụng bầu trong lúc cả hai đi ăn tối vào tháng trước. Robert De Niro là diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim nổi tiếng người Mỹ. Xuyên suốt sự nghiệp, ông từng nhận nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có hai tượng vàng Oscar. Tài tử từng có 6 người con và 4 cháu từ các mối quan hệ trước đó. Thưa quý vị, Bruce Springsteen được xem là một trong những huyền thoại của làng nhạc rock khi mà sở hữu 20 giải Grammy, 2 giải quả cầu vàng, 1 giải Oscar và 1 giải Tony. Đặc biệt là dù đang ở độ tuổi U80, Bruce Springsteen vẫn chăm chỉ đi lưu diễn vòng quanh thế giới. Thậm chí là trong buổi hòa nhạc tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua tại Tây Ban Nha, Bruce được đón nhận với tình cảm của các khán giả đặc biệt, đó là Tổng thống Mỹ Barack Obama và đạo diễn Steven Spielberg. Vậy thì điều gì đã tạo nên sức hấp dẫn cho nam nghệ sĩ có biệt danh là The Boss sau 5 thập kỷ hoạt động nghệ thuật? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong tiểu mục Giải mã showbiz tuần này. Bruce Springsteen sinh ngày 23 tháng 9 năm 1949 là một ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ, hoạt động trên cả tư cách nghệ sĩ, solo lẫn trưởng nhóm E Street Band. Springsteen phát hành hai album đầu tiên của mình, Greetings from Asbury Park, NJ và The Wild, Innocent and E Street Shuffle vào năm 1973. Dù được hãng đĩa Columbia quảng bá rầm rộ, nhưng cả hai album đều có doanh thu thảm hại. Vào thời điểm sự nghiệp vừa chớm nở đã có dấu hiệu vụt tắt, chàng thanh niên 24 tuổi đã nhắm tới mục tiêu viết một ca khúc rock and roll vĩ đại nhất từ trước tới nay như một chiếc phao để cứu cánh. Born to Run là đĩa đơn chủ đề trong album cùng tên của Bruce Springsteen, phát hành vào ngày 25 tháng 8 năm 1975. Pha trộn đầy năng lượng giữa kèn, keyboards, guitar và bộ gõ, Born to Run là bản ballad vô cùng cuốn hút về khao khát giải thoát, chứa đầy những vấn đề mà tầng lớp lao động nhận ra. Chất liệu của nó lấy từ chính cuộc đời Springsteen, tuy mới bắt đầu nhưng đã nhiều phiền muộn. Vào thời điểm ra mắt, nó được Billboard ca ngợi là một trong những thánh ca rock hay nhất từng được tạo ra về tự do cá nhân, là ca khúc quái vật với phong cách hòa âm phối khí đa tầng. Springsteen mất tới 6 tháng để viết Born to Run, nhưng ngay trong tuần phát hành, nó đã giúp anh chàng lôi thôi nhạt nhòa tới từ New Jersey lên thẳng trang bìa tạp chí Newsweek và Time, một trường hợp hy hữu mà ngay cả Elvis Presley và The Beatles vẫn chưa thực hiện được. Giữa thập niên 1970, Springsteen được biết tới rộng rãi như là nhà thơ của rock and roll. Nhưng không chỉ hát về thực tại xã hội bây giờ, nhạc của Springsteen là sự tái sinh, luôn có hy vọng và nỗ lực vượt qua khốn khó. Nice. When you find no dream, we're living through the night.
not to go. They made their choices, and they'll never know what it means to steal, to cheat, to lie. What it's like to live and die. Ngày 23 tháng 10 năm 2020, thì Bruce Springsteen phát hành album phòng thu thứ 20 Letter to You, cũng là album mới đầu tiên ông trở lại với ban nhạc E Street Band kể từ High Hopes năm 2014. Không chỉ nhanh chóng đạt được thành công về doanh thu mà album còn là cuộc trò chuyện trực tiếp giữa nghệ sĩ và người hâm mộ về triết lý của cuộc đời. Đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hoành hành khắp thế giới, thì Letter to You càng nhận được sự đồng cảm và chạm tới cảm xúc của khán giả. Đây là album duy nhất mà toàn bộ ban nhạc chơi cùng một lúc, với tất cả các giọng và mọi thứ hoàn toàn sống động. Đây cũng là bản thu đầu tiên tôi làm với chủ đề là về chính âm nhạc, đó là về nhạc đại chúng, và đó cũng là một cuộc trò chuyện trực tiếp giữa tôi và người hâm mộ, ở mức độ mà tôi nghĩ là họ đã mong đợi trong nhiều năm qua. Bruce Springsteen bắt đầu đi biểu diễn từ năm 1974. Kể từ đó cho tới nay, ông đã thực hiện hàng chục tour diễn lớn nhỏ thu hút lượng khán giả khổng lồ. Năm 2023 được xem là một năm bận rộn của huyền thoại nhạc rock khi mà ông cùng với ban nhạc E Street Band khởi động tour diễn trên khắp nước Mỹ trước khi tới với châu Âu. Tour diễn kéo dài từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 10 tháng 12 năm 2023. Và dù là ở Mỹ, Tây Ban Nha, ở Bỉ, Hà Lan, thì Bruce và nhóm nhạc E Street Band đều dành tặng khán giả những đêm diễn đầy cảm xúc. Và sau 50 năm, người hâm mộ vẫn không khỏi thán phục trước khả năng biểu diễn bền bỉ của huyền thoại âm nhạc này. Nhắc đến Jessica Alba, nhiều khán giả Việt Nam sẽ nhớ ngay đến nhân vật Max cá tính mà cô thể hiện trong bộ phim truyền hình Đình Đám Một Thời, Thiên Thần Bóng Tối. Tuy nhiên thì trong khoảng thời gian nửa thập niên trở lại đây, nữ diễn viên sinh năm 1981 này hiếm có dự án phim đáng chú ý vì cô tập trung thời gian cho tổ ấm và công ty riêng. Từ một diễn viên triển vọng, Jessica Alba giờ đây là đồng sáng lập một công ty được định giá 2,1 tỷ đô la Mỹ và có cuộc sống viên mãn bên chồng cùng với ba người con của mình. Hãy cùng chúng tôi ghé thăm biệt thự trị giá 10 triệu đô la Mỹ của nữ diễn viên trong tiểu mục Chất Như Sau ngày dưới đây. Hi, I'm Jessica. I'm honored. Năm 2017, Jessica Alba đã phải trả 9,9 triệu đô la Mỹ, tương đương 226 tỷ đồng, để sở hữu căn biệt thự lộng lẫy, rộng gần 7.500 m2 ở Beverly Hills, Los Angeles. Biệt thự nằm ngay cạnh công viên North Beverly và mỗi phòng đều có view nhìn ra biển hoặc cảnh núi đồi kỳ vĩ. Ngôi nhà kiến trúc 2 tầng gồm có 7 phòng ngủ, 9 phòng tắm, sân vườn rộng mênh mông và một bể bơi ngoài trời. Là một người yêu thiên nhiên nên nữ diễn viên Sin City đã tìm một ngôi nhà rộng rãi với không gian xanh tươi để các con mình thỏa sức vui đùa ngoài trời. Khoác lên mình nét thiết kế của miền Hampton thân thuộc với nước sơn màu be cùng mái vòm kiểu cách, ngôi nhà là sự hòa quyện giữa kiến trúc và thiên nhiên, hiện đại và cổ điển.
Không chỉ gây ấn tượng bởi phòng khách rộng rãi, được lát gạch caro đen trắng, biệt thự còn trở nên sang trọng với nhiều cánh cửa kiểu Pháp và lò sưởi ở hầu khắp các phòng. Kind of like freedom in his play, and I learned that with the girls. They just learn so much more quickly when they. Gian bếp có tông màu trắng chủ đạo. Mặt tủ bếp và bàn được làm từ đá cẩm thạch và theo phong cách Shaker cổ điển. Phòng ăn cũng toát lên vẻ đơn giản nhưng rất đổi sang trọng nhờ ghế phủ vải lanh, bàn gỗ, đèn chùm pha lê và lò sưởi xinh xắn. Dinh thự tuyệt đẹp này còn có khu vực sân sau lý tưởng cho các bữa tiệc ngoài trời với bể bơi, bếp và khu tiệc nướng. Khi quan sát từ đây, khung cảnh Beverly Hills trở nên rất đổi thơ mộng trong ánh hoàng hôn. Gần 30 phút của chương trình 360 độ tuần này đã trôi qua thật nhanh. Còn rất nhiều thông tin thú vị về showbiz thế giới mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Nhưng vì thời lượng có hạn, Hồng Quyên xin được phép hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong giờ này tuần sau.